Em xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên live nhé. Em nghỉ mấy ngày hôm nay em lại quay lại. Sau này bận lắm quá các bác ạ, cứ 2-3 ngày mới quay được một cái video. Cả nhà mình ơi, các bác nhà mình qua live thì muốn sưu tầm sản phẩm gì mình có thể gọi điện trực tiếp lên số điện thoại bên em, đó là 0385050491 để mua hàng các bác nhé. Hôm nay cũng tiếp tục một cái phiên bán hàng thanh lý rất là nhiều ma lan rừng đẹp, mời các bác nhà mình đón xem nhé. Đây, một chậu đầu tiên này, một chậu nhạn các bác ạ. Mã số là E10. Chậu nhạn A3 hoa xanh cốm cả nhà mình ơi. Chậu này kiểu dáng nó mọc như nghiêng thác đổ ấy, cây nó rất là đẹp các bác nhé, cây rất là đẹp. Hai cây này. Hai cây rất là khỏe đẹp các bác này, mã số A10 nhé. Cây này mọc dáng nghiêng thác đổ, các bác nhà mình về dựng lên cũng được, mình kéo lên nó cũng vẫn dựng lên các bác, kéo lên thì nó vẫn lên. Nếu không các bác nào mà thích kiểu dáng nghiêng thác đổ như này, các bác nhà mình cứ để như vậy được, sau này nó đi kiểu cây nó lớn nó đi móc câu đẹp lắm. Đó, nhạn A3 hoa xanh cốm, đây là dòng hoa ngũ đỉnh nhá. Bình thường những cái chậu như này em phải bán tầm vào 450.000 đến 480.000. Mà thị trường các bác nhà mình đi mua chắc thế nào nó còn hơn cơ, hơn 500 cơ. Ở đây em đang sell các bác nhà mình chậu này, mở bát một chậu đầu tiên mã số 10. Mã số E10 với giá là bằng 280.000 ở chậu này. Nhạn A3 hoa xanh cốm, đây là dòng hoa ngũ đỉnh các bác nhá. 280 chậu này. Chậu tiếp theo. Chậu này là mã số là E8. E8 cũng là một chậu nhạn A3 hoa xanh cốm hoa ngũ đỉnh này. Chậu này em cũng sell các bác nhà mình còn với giá bằng 300.000 nốt này. Em gần hết rồi các bác ạ, khách cũng toàn mua 3-4-5 chậu nên là cũng không còn mấy các bác ạ. Còn đâu có, còn sót lại chậu nào em bán chậu đấy thôi nhé. Mã số E8 các bác ơi. Mã số E8 là 280.000 chậu này nhé. Mã số E8 A3 hoa xanh cốm hoa ngũ đỉnh đấy ạ. Tiếp này, chậu này chậu mặt trời Bangkok lai với cửu bảo tiên này, một trong dòng hoa mà rất là đẹp, rất là thơm, ra hoa gần như quanh năm. Mã số E11 ạ, mã số E11 đang được thanh lý chậu này với giá có 230.000. Chậu này bình thường cũng với giá bằng gần 400 đấy, đang sale còn có 230.000 các bác ạ, E11 nhé. Tiếp này cũng là một chậu mặt trời Bangkok lai với cửu bảo tiên, mã số M25. M25 chậu này đang thanh lý còn 250 này. M25 còn 250 hai cây này. À, tiếp theo lên các bác nhà mình đó là một chậu nhạn A3 hoa vàng lưỡi trắng, nó là một cái dòng nhạn va. Nó là một cái dòng nhạn va các bác, nhạn A3 hoa vàng lưỡi trắng nhé. Cây rất là đẹp. Đó, A3 hoa vàng lưỡi trắng, mã số E9. Mã số E9 chậu này em đang sell cho các bác nhà mình còn có 200.000 thôi, 200.000 chậu này nhé. Hàng nuôi thuần tại vườn lâu rồi ạ. Tiếp theo lên các bác nhà mình hai cái cây 4N, hoặc nhạn 4N, nữ hoàng hương thơm, nữ hoàng sắc đẹp. Cái này là nó nắng quá nó xém các bác này. Đó, kiểu nắng quá chiếu vào nó hơi vàng một tí xíu. Cây đẹp nhiều cặp lá rất là khỏe đẹp các bác nhé. Mã số là E7. E7 em đang thanh lý cây này còn giá có 180 các bác ơi. 180 cho cây nhạn 4N này. Các bác ơi vào săn sale cả nhà mình ạ, giá rất là rẻ nhé. Mã số E7 với giá có 180.000 hoặc nhạn 4N. Cây này mã số là E6. E6 cũng là một cây hoàng nhạn 4N các bác nhé. Chỗ này là nó kiểu nó nắng quá, nó chiếu vào nó hơi xém một tí, chứ còn không đáng kể các bác ạ. Đấy, cây này cũng được 2, 4, 6, 8, 10 cặp lá này. Mã số E6, cây này em đang sell các bác thì mình, cây này còn nó giá 230 các bác ơi. Đó, nhạn 4N các bác nhé, nhạn hoàng nhạn 4N. Đó, cây này là cây cỏ dại nó mọc xung quanh đấy. Đó, cây cỏ dại. Rồi mã số E4, cây này là 230 các bác nhé. Đây còn hai cây 4N đây, bác nào chốt nốt đi ạ. Vừa rẻ vừa đẹp các bác ơi, chẳng đi đâu mua được luôn đấy. Em đây là em bán thanh lý nhé. Hôm trước có một anh bảo em là: "Em ơi anh thấy có mấy vườn cũng đang lên bán thanh lý nhưng mà vào xem thì thấy giá cao lắm em ạ." Chắc là họ đang bán thanh lý ở ngoài để câu view thôi. Còn mỗi thấy shop, có mỗi shop em thấy đi ghi ở ngoài là bán thanh lý nhưng mà cái giá cả ở trong là bán rẻ thật. Còn những shop khác anh thấy cứ ghi là bán thanh lý nhưng mà anh vào xem giá toàn thấy bán đắt thôi. À, vâng đúng rồi, nhà em là thanh lý thật mà, có phải em ghi tiêu đề để thu hút khách đâu. Em thanh lý là thanh lý thật luôn đấy. Đó, các bác nhà mình tranh thủ vào mua. Đây cả nhà mình này, chậu kiều tím của Tuyên Quang này. Chậu này được nhiều thân lắm. Một thân này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nói chung là 10 thân tơ. Mã số E4 kiều tím Tuyên Quang các bác nhé. Hoa quá đỉnh rồi các bác ạ, hoa quá đỉnh rồi. Chậu này cũng nuôi lâu phết rồi đấy. Mã số E4 kiều tím Tuyên Quang, kiều tím Tuyên Quang hoa gọi là tím ngắt, đẹp lắm các bác nhé. Chỗ này các bác nhà mình đi mua rẻ nhất bây giờ cho em nhé. Nếu mà người ta bán thân cũng phải tầm 250 một thân rồi, 250 một thân kiều tím Tuyên Quang nhé. Chỗ này 10 thân đó, hơn 2 triệu, 2 củ rưỡi.
chỗ này bác lấy được em đang thanh lý, chỗ này còn có giá 700.000 nốt nhá, có một chậu duy nhất kiểu tím của Tuyên Quang nhá, cả vườn. Ngày trước em nhiều lắm, em ở Tuyên Quang mà ngày trước em nhiều lắm, nhưng mà xong thì cái giống này bán đắt các bác ạ, giá nó cao quá nên là không mua được à, không bán đây. Trước em có mấy chậu, em chậu to em bán hết rồi, xong rồi em chả nhập thêm bởi vì là cái dòng này nó đắt các bác ạ, dòng này nó đắt. Mã số E4 các bác nhá, kiều tím Tuyên Quang. Đây chậu này bán các bác thì mình có 700.000 thôi. Vừa đẹp vừa rẻ em. Còn chậu Thanh Hóa tí em lên cho. Chậu Thanh Hóa phải có người bê mới lên được, chờ em tí xíu. Chậu tiếp theo này lên các bác thì mình mã số E3 này. E3 là năm cánh xanh Phú Thọ này, cả ki cả mầm gốc này rất là nhiều nhá. Chậu này mã số E3. Năm cánh xanh của Phú Thọ các bác ạ. Đây này, hàng cũng nuôi lâu năm lắm rồi. Hoa đẹp lắm các bác ơi. Chỗ này năm cánh xanh Phú Thọ, chỗ này bán thanh lý các bác nhà mình là 130.000. 130.000, mã số là E3. Tiếp này. Mã số E2 này. Mắt mờ Hải Dương. Nó là dòng cánh trắng ấy các bác ạ, mắt mờ Hải Dương này. Toàn mầm gốc này, ki này các bác này, nhiều ki lắm cả nhà mình ơi. Các bác nhà mình về cắt ki ra mà nhân thành mấy chậu nữa mà chơi. Đây này toàn ki các bác này. Ki cao được cả 20-30 cm rồi. Mắt mờ Hải Dương các bác nhé, chậu này nhé. Đó, chậu này mã số là E2, chậu này thanh lý có giá 150 thôi. 150 cả nhà mình ạ, mắt mờ Hải Dương các bác nhé. Bác nào chốt chậu này mình lấy giúp em. Tiếp theo này. Chậu này mã số E1. E1 là năm cánh trắng Ngọc Sơn Cước. Năm cánh trắng Ngọc Sơn Cước nhá. Ngày xưa các anh mà ở than Quảng Ninh, nếu mà anh không bùng nổ cái Ngọc Sơn Cước này chắc là có khi năm cánh trắng vẫn được duy trì thời gian nữa. Anh ấy chơi cái chậu năm cánh trắng kinh quá, mười mấy tỷ. Đó, mười mấy tỷ xong bắt đầu là mới bị sập va đấy, còn nếu không chưa sập đâu. Năm cánh trắng Ngọc Sơn Cước cả nhà mình ơi. Đó, các bác nhà mình lấy cả chậu nái về mà chơi. Giá gọi là bèo nhèo các bác ạ. Mã số E1 250, năm cánh trắng Ngọc Sơn Cước cả chậu nái đẹp như này. Đó các bác nhé. Có 250 thì bác nào chốt thì chốt nha. Tiếp theo này. Mắt đỏ Đông Lai Tân Lạc Hòa Bình này, chậu này mã số G3. G3 các bác nhé. Trước là nhà em để ở dưới để quay video ấy, con gà nó chạy qua, em có hai con gà trọi cứ dẫm phải cái lá này các bác thấy không? Nó hơi bị xước một tí lá này thôi. Còn những cái chỗ khác vẫn ok, vẫn bình thường, nó chỉ bị xước một tí lá thôi. Mã số G3 mắt đỏ Đông Lai Tân Lạc Hòa Bình, chậu này thanh lý còn 150 này. Thanh lý 150 các bác nhé. Tiếp theo này lên các bác nhà mình chậu Hồng Bồng Lai. Đấy, toàn mặt hoa các bác ạ. Thì ra là em có nhiều tỷ phết không phải không nhá bác nhá. Đấy, còn mấy cái chậu em vừa quay chỗ này là được 5-19 em bán thì em phải được đôi tỷ rồi các bác ạ. Nó phải được tầm tiền chục tỷ rồi. Mã sớm M4 Hồng Bồng Lai cả nhà mình ơi. Đây các bác ơi. Đó. Đây cả nhà mình ngắm giúp em này. Đây ki đây này. Các bác nhà mình nhân ki cho em được cả 5-7 chậu ki ấy. Có những ki nó dài khoảng tầm 40 cm nhà em chả cắt ra luôn đấy. Tại vì buồn các bác ạ, buồn quá. Gọi là ăn mày quá khứ các bác ạ, nhìn những cái chậu này để ăn mày quá khứ. Kích thước mã số cho em là M4. M4 Hồng Bồng Lai, chậu này đang sale còn có 250 các bác này. 250.000 cả nhà mình nhá. Tiếp theo này em lên các bác nhà mình chậu tiếp theo. Mã số M36 mắt mờ Hải Dương. M36 mắt mờ Hải Dương đây ạ. M36 nhá, mầm gốc nó đẹp lắm, em không buộc lên ấy, chưa buộc lên tất này các bác ơi, nó đứng rộng hết lên đẹp lắm. Đó, chậu này nhá, đây. Em không buộc đấy ạ, đây này, để các bác nhà mình xem này, buộc lên này nhá. Cho nó gọn, đây còn thân này nữa này. Mắt mờ Hải Dương các bác nhá, mã số là M36, chậu này thanh lý còn 150 này. 150 nhá. Chậu tiếp theo lên các bác nhà mình này. Đó, mắt cua mã số M1. Mắt cua này nó là của vùng miền Hòa Bình. Mắt cua đẹp lắm các bác. Hòa Bình ạ. Cái mắt cua nhá, mã số M1 này. M1 này 150 nốt đi. Mắt cua 150 nốt đi các bác ơi. Chỗ tiếp theo lên các bác nhà mình nhé. Chuối ngọc cả nhà mình ạ, chuối ngọc. Hoa đẹp lắm các bác. Hoa của bông của nó cũng có 3 màu hoa các bác. Trên cánh bông của nó, một nền bông của nó sẽ có 3 màu đấy. Chuối ngọc hoa đẹp lắm các bác ạ. Mã số G6 chậu này nói chung là người ta bán một cái chậu như này trung bình phải tầm vào 350. Thân còn thân tươi như này, đẹp như này. Mã số G6 này em đang sale các bác nhà mình bán thanh lý còn có một giá bằng 130.000 thôi. 130.000 ở chậu chuỗi ngọc này này. Tiếp theo nhá. Chậu này là mã số là M27 ám địch quả. M27. Nhà em chẳng có nắng, em cứ để trong chỗ bóng ấy. Cây nó hơi lướt lướt, nó không được đẹp. Còn cây này mà để ở ngoài nắng á, lá của địch quả đẹp cực luôn các bác ạ.
Mã số M27 nhá, ám địch quả. Ám địch quả, chậu này thanh lý các bác nhà mình có giá bằng 230.000. Chậu này rất là to, sum suê lắm các bác, 230.000 ám địch quả cả nhà mình ơi. Lấy về chơi hoa các bác, vừa đẹp vừa rẻ nhá. Mã số là M27. M27 đúng rồi. Rồi tiếp theo nè, xem còn chậu nào lên nốt nè. Chậu này nguyên kỳ. Hồng Á Hậu mã số E15. Hồng Á Hậu mã số E15. Toàn kỳ các bác ạ, chậu này phải tầm vào đôi chục kỳ ấy. Nhà mình ngắm giúp em nguyên kỳ, ở nhà mình kỳ nào cũng có rễ dài ngoăng rồi. Các bác nhà mình tách ra mà làm giống, để lại một hai mầm gốc mẹ thôi, còn đâu thì tách ra mà nhân chậu khác các bác ạ. Được một dàn hoa đẹp luôn. Hồng Á Hậu nhá các bác ơi, tất cả những cái dòng phi điệp này nhá. Mình lưu ý cho em là cái dòng phi điệp ăn nắng ăn gió tự nhiên nhé các bác nhé. Mình càng treo cao càng khỏe, cứ cho ăn nắng trực tiếp cho em được chả vấn đề đâu các bác ạ. Nó không có bị cháy lá, cái dòng phi điệp này nó chịu nắng cực tốt luôn cả nhà mình nhé. Càng cho ăn nắng nhiều cây càng khỏe các bác ạ. Mã số cho em này, M15 Hồng Á Hậu. Chỗ này bán các bác mình 200.000 nốt nha, 200.000. Toàn kỳ loại đẹp các bác ạ. Rồi còn chậu nữa, mã số E14 Hồng Bồng Lai này. Đây cả chậu nái như này, E14 nhá, Hồng Bồng Lai. Đó. Hàng này toàn lúc em mua hàng kia cái lúc mà năm nó giá cao nhất đấy, năm 2019 đấy các bác. Cái lúc đấy một kia em đi mua cũng đã khoảng tầm vào vài chục triệu rồi. Giờ bán cả chậu nái như này nuôi 4 năm sau rồi. 4 năm sau bán cả chậu nái như này 1-200.000. Mã số E14 nhá. Hồng Bồng Lai chậu này thì đây, cả kia cả mầm gốc này. Đó, cả mẹ này. Đấy, đẹp không? 250 các bác nhé, 250 mã số E14 nhé, E14 250. Rồi tiếp theo lên các bác nhà mình này, cây đai châu này. Đai châu này mã số là E25. À em quên mất mã số C4 các bác ơi, mã số C4 nhé. 120.000 nốt nhé, thanh lý này 120.000. Đai châu cũng gấm đấy, đang bắt đầu chuẩn bị nở hoa rồi. Đây là lứa hoa đầu tiên các bác nhé, bông nó màu tím. Hoa thơm lắm các bác, tím trắng hoa thơm lắm. Đó, hoa thơm như mùi nước hoa ấy. Dòng châu gấm này một năm có thể ra hoa từ 2-3 lần. Mã số là C4 này, 120 này. Cái này thì nở hoa này cũng được khoảng tầm 1 tháng rồi. Hoa này bền nở lâu lắm các bác ạ. Hoa thơm lắm, thơm kiểu một thơm mùi nước hoa cả nhà mình ạ. Cái này của em, cái này của em có mã số chưa nhỉ? Mã số M31 nhé, M31 này. Em đã sell 200.000 cái này trước bán 350, bây giờ 200.000 này. Mã số M31 cái này bán các bác mình là 160.000 nốt này, M31 160.000. Cái dòng châu hùng gấm là một năm nó ra hoa rất là nhiều lần cả nhà mình nhá. Đây là lứa hoa bói đầu tiên này nên là cái bông hoa nó chỉ được nhỏ nhỏ như này thôi. Và hoa này nở được hơn 1 tháng rồi, đang tàn hoa rồi. Đó, mã số M31 nhá. Cây này em đang sell các bác nhà mình với giá bằng 160.000 đi. Ok chưa? Còn cây này nữa, cây này mã số là E12. E12 nhá, cây này được hai cây mẹ con châu hùng gấm các bác này. Mẹ con châu hùng gấm nhá, mã số E12. 230.000, 200.000 nốt đi các bác, 200.000 nốt đi. Đấy, bác nào lấy mấy cây châu hồng gấm này về ghép một thể luôn cả nhà mình ạ. Vừa được giá rẻ mà lại còn được cái dòng này hoa chơi quanh năm cả nhà mình nhá. Lưu ý cho em cái dòng châu này cũng ăn nắng rất là nhiều, các bác cho ăn nắng trực tiếp trên cao cho em nhé. Mã số E12 là 200.000, hai cây. Hôm nay được hai cây. Đây em có cái chậu kiều các bác này, một chậu kiều tím một thanh hóa nhá, siêu to khổng lồ luôn. To đùng luôn các bác ạ. Mà thân nó cao như thế này, thân nó dài như này, hàng nuôi lâu lắm rồi các bác. Thân nó dài như này các bác, nhà mình ngắm hoa cứ dài cả hàng gần 1 mét các bác ạ. Thân càng dài hoa càng dài các bác nhé. Một chậu kiều tím Thanh Hóa to dã man các bác ạ. Chậu này to lắm luôn đấy cả nhà mình ơi, to lắm luôn các bác này. Tác phẩm chậu này đường kính là khoảng tầm vào chắc 50 nhỉ, 44 mấy 50 đấy. Chậu này chậu rất to nhé cả nhà mình nhé. Một tác phẩm rất to các bác, nhà mình chơi trấn thủ vườn. Chậu này ngày trước em bán với giá bằng 3.900.000 đấy. Kiều tím của Thanh Hóa, mã số của em là E5. E5 này, hôm nay bác nào chốt ở chỗ này em bán thanh lý nốt này. 3.900.000 đấy các bác ạ. Chẳng qua em bán thanh lý cả vườn, có những chậu em bán thanh lý lỗ rất là đau luôn ấy. Rồi em hạ số cho các bác nhà mình ngắm nhá. E5 các bác ơi, duy nhất một chậu to tác phẩm như này. Bác nào vào việc được em thanh lý, còn chậu này còn 1.700.000 cho bác nào chốt. Chậu này to lắm cả nhà mình ạ. Rồi cái chậu ở dưới cái đường kính nó to đùng luôn các bác nhá. Đó, bác nào sưu tầm vào việc được mình báo em, chỗ này em thanh lý các bác thì mình còn 1.700.000. Đó, to như thế này luôn ạ. Mã số E5 các bác ơi. Rồi, phải nói là sum xuê cả nhà mình ạ. Nó đẹp kinh khủng luôn ấy. Ok cả nhà mình ơi. E5 1.700.000 tác phẩm như thế này. Trời ơi. Rồi em chuyển đơn các bác nhá, nhìn từ ngoài thực tế sẽ thấy là to lắm các bác ạ. Em có chậu có giò bát bảo tiên.
Đây cả nhà mình ngắm giúp em bát bảo tiên này. Năm vừa rồi nó ra hoa sai lắm. Bát bảo tiên nhá, một trong dòng hoa đột biến mà bây giờ nếu mà để đi tìm là trên thị trường chắc không có nữa. Cái giống này gần như không có nữa. Đó, cả một rề các bác, cả một rề luôn đấy. Cái rề này thì hôm trước em bán mấy cái rề to to rồi. Còn sót lại rề này hay sao ấy, một ngọn, hai ngọn, ba, bốn, bốn ngọn chính, còn chỗ này con được hai ngọn, con này không tính. Ờ ok các bác ơi, bát bảo tiên các bác nhé, còn một rề này duy nhất. Bát nào vào Việt được nốt này. Người ta bán một cái ngọn bát bảo tiên như này toàn là 700-800 nghìn một ngọn đấy các bác ạ. Hoa rất là đẹp các bác nhé, nó là một cái hàng đột biến mà hoa cực kỳ đẹp luôn cả nhà mình ạ. Giá trị thực tế luôn đấy ạ. Các bác bây giờ tìm trên thị trường mà để mua bát bảo tiên thì chắc không có giống này luôn. Rồi bác nào chốt được cái giò này nhá, nếu mà không em tách ngọn em bán được, hoặc là nếu không em gửi cho cả giò vậy các bác về sẵn chơi. Bát bảo tiên cả nhà mình ơi, giò này bác nào sưu tầm được nhá, mã số M16, em đang thanh lý cho cái giò này cho các bác nhà mình, cả giò này 700 nghìn, để bác nào chốt được thì chốt nhá. Em nói thật các bác nhà mình đi mua nguyên ngọn này cũng đã khoảng tầm vào 600 nghìn rồi. Bát bảo tiên ngọn này. Đó. Còn những ngọn còn lại không tính, em bán các bác nhà mình cả cái giò này còn với giá 700 nghìn. Mã số M16 bác nào sưu tầm được thì báo em nhá, vào việc cả nhà mình nhá. Rồi để em chuyển đơn. Em gói giò quế Hòa Bình này phải nói là vô cùng đẹp các bác ạ, giò này đẹp lắm. Đó, đây các bác này. Có cái ngọn mẹ này nhất, đây là hàm một dì mẹ để con ấy. Cái này là mấy hôm nay nhà em mưa bão lắm quá, nó có cái giò, có cây bên cạnh nó gãy, nó đổ phải gãy mất cái ngọn mẹ này. Ngọn mẹ là dài đến hơn 1 mét, ngọn mẹ dài hơn 1 mét, và đây là một ngọn mẹ nhá, để được đây là một dì các bác, đây là ngọn mẹ nhá, để được một cây con này. Đó, để được một cây con này, hai cây con này, bên trong này một cây nữa, ba cây con này, 4 con, 5 con này, 6 con này, 7 con này, 8 con này, có nghĩa là một cái dề mẹ để được 8 con. Đây là quế Hòa Bình các bác nhé, quế Hòa Bình. Thế xong thì đấy, các bác thấy không, đây là dấu mới tinh này, em vừa mới cắt bỏ xong vì nó đổ phải cái cây mẹ nó gãy làm nhèm đi, xong rồi em cắt bỏ luôn cái ngọn này, cái ngọn mẹ đấy. Nó đẹp vô cùng các bác ạ. Đấy, một mẹ để 8 con, đây là hàng nguyên một dề các bác, lưu ý cho em nó là hàng một búi một dề các bác nhé, không phải là hàng ghép nhiều ngọn nhỏ vào, mà nó từ một gốc một mẹ để nhiều con. Cái hàng này mình chơi hoa quá là đỉnh luôn đấy, cái ngọn mẹ vừa rồi là được 8 vòi hoa. 8 vòi hoa các bác ạ, để 8 con và cũng được 8 vòi hoa luôn. Đó, đây có những cây con đã to như này các bác này. Đây là cây con nhá, không phải cây mẹ đâu các bác. Đây là cây con ấy mà nó to như này, lớn như này rồi. Đấy, chứng tỏ cái dề này nuôi rất là lâu các bác nhá. 8 cây con tất cả. Cái dề này trước em bán với giá 2,8 triệu, cuối tháng 8 Hòa Bình. Đó, nó gãy ngọn mẹ đấy các bác ạ, gãy ngọn mẹ đấy. Bây giờ còn 8 cây con nữa. 8 cây con này các bác nhà mình chơi con vị như khoảng tầm vào độ tầm 1 năm nữa đi. Mình cứ phải tính lâu dài tầm 1 năm nữa. Thì cả cái dề này nó sẽ rất là sum xuê. Và mẹ để con á, chơi cái hàng một dề mẹ để con là cái chất nó khác bọt so với cái hàng các bác chơi từng ngọn rời các bác nhé. Mẹ để con là nó cái tầm cái tỷ lệ ra hoa của nó nhiều vô cùng các bác ạ. Ok chợ, đây là một giò quế tháng 8 Hòa Bình. Hiện tại đang còn 8 cây con. Cây mẹ thì đã bị gãy ngọn đây này. Đó. Cây mẹ gãy ngọn nhá, nhưng mà gãy ngọn vẫn để con nhiều lắm các bác ạ, chẳng vấn đề đâu ạ. Giò này em bán thanh lý nốt giò này với giá 1 triệu, chất quế tháng 8 Hòa Bình, mã số bao nhiêu ấy nhỉ? Giò này 2,8 triệu đấy ạ. Giờ em bán 1 triệu. B20. Mã số B20 nhá. Mã số B20 với giá bằng 1 triệu cho bác nào sưu tầm. Đó, nguyên một búi mẹ để con. Mã số B20 các bác ơi. Rồi ok cả nhà mình nhá, 1 triệu cho giò này. Em có chậu nhận hàng tư Wondon này, cái hàng này cũng là hàng một dề các bác ạ, mẹ để con hết đấy ạ. Đấy, nguyên một dề một cụm mẹ để con. Đó, cả một bụi như này các bác nhá. Nó là hoàng nhạn hàng tư, hàng buôn đôn các bác ạ. Trước là em ghép vào một cái thân gỗ to ấy, xong rồi nó mục cái thân gỗ to ra, em lại đặt cả cái khóm cái gỗ đây vào trong cái chậu này. Rồi ok cả nhà mình nhá. Một chậu nhạn rất là to đẹp như này các bác nhà mình ạ. Nó là hàng một dì đấy, chơi hoa này quá đã các bác ạ. Đây là hoàng nhạn hàng tư, hàng buôn đôn. Giờ này trước là em đã báo giá các bác nhà mình rồi đấy. Mã số G16 2,3 triệu cho tác phẩm này. G16 hoàng nhạn hàng tư buôn đôn nhé, nó là dòng cánh mai các bác ạ. Tác phẩm này bây giờ bác nào chốt được em thanh lý các bác nhà mình còn 1,6 triệu nốt, 1,6 triệu nhé, 1,6 triệu nốt cho tác phẩm này các bác ơi. Đó, một giò hoàng nhạn hàng tư hàng buôn đôn, nó là dòng hoa cánh mai, bông rất là đẹp các bác, bông nở và bông nó đậm màu đẹp lắm. G16 thanh lý chậu giò này còn với giá bằng 1,6 triệu nốt cho các bác nào sưu tầm nhé. Rồi em chuyển đơn ạ, rất là đẹp các bác ạ. Đây em có giò cù lao đỏ này, hoa đỏ lưỡi hồng các bác nhé. Dòng này hoa rất là thơm, đặc trưng của nó là thơm mùi chanh xả. Cả một khóm như này nó là hàng một bụi đấy các bác ạ. Hàng một bụi ạ. Hàng một bụi như này các bác nhé, cả một dề luôn. Ngọn toàn lá mít đẹp như thế này các bác ạ. Giò này trước của em 450 đấy ạ. Giờ em còn ít em thanh lý nốt nha, cù lao đỏ này. Đó. Cù lao đỏ nhá. Kích thước mã số cho em là M50. Mã số M50.
M50 cả một bụi mẹ đẻ con đấy. M50 cái bụi này thanh lý các bác nhà mình còn giá 250 này. Bác nào chốt được thì vào việc luôn nhé, 250.000. Đó, cả một dề luôn đấy. Cái này các bác nhà mình về ghép lũa cho em. Đấy, đây là mặt đằng sau các bác nhà mình ghép lũa được, hoặc mình ghép lên trên những cái thân cây tươi trước cửa nhà mình được rất là đẹp. Mã số M50 nhé, 250. Đây tiếp theo, một dề tiếp theo củ đau đỏ này. Đó. Tiếp các bác nhà mình nhá. Kích giò này của em mã số là M51. M51 vẫn là củ lao đỏ các bác ơi. Giò này 250 nốt các bác ơi, 250. Đấy, bác nào vào việc được chơi luôn cả hai dề đi. Toàn 450 một dề thôi. Hai dề này đã có giá 900.000 rồi, bây giờ thanh lý có giá có 250 một dề mà toàn lá mít như này. Toàn lá mít các bác nhá, rất là đẹp nhá. Đó, quay các bác nhà mình xem một vòng. Toàn lá mít đấy cả nhà mình ạ, hàng nguyên một dề không phải hàng ghép vào đâu. Hàng nguyên một dề, một búi mẹ để con đấy ạ. Đấy, bác nào vào việc được thì luôn lấy luôn cả hai dề mà chơi vừa đẹp vừa rẻ các bác nhé. Rồi, em cảm ơn các bác nhà mình. Nhà em còn rất nhiều mã hàng lan rừng đang thanh lý giá rẻ. Bác nào nhà mình có nhu cầu sưu tầm gì các bác liên hệ trực tiếp với số điện thoại bên em là 0385050491 nhé. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác trong phiên bán hàng ngày hôm sau.